Hello mọi người, chào mừng mọi người tiếp tục quay trở lại cửa hàng xe máy Phương Nam nhá. Đó thì hôm nay thì cửa hàng mình vừa mới về cho mọi người được một em siêu phẩm mới. Thì cái dòng này thì có tên gọi là Bentley. Đó, Bentley này là Bentley 150 rồi nhá. Đó, bản này là bản 150. Thì cửa hàng mình vừa mới về luôn. Đó thì mình lại lên giới thiệu đến toàn thể mọi người. Đó, cho anh chị em mình nào mà đam mê những dòng Bentley 150 này. Đó thì mình sẽ đi sơ một vòng ngoài thì mình sẽ vào phần chi tiết sau rồi nhá. Đó, nội thất chi tiết khá là đẹp luôn. Đó, xe đăng ký ở biển 50. Đó, 50 thành phố Hồ Chí Minh rồi nhá. X319083. Đó, một cái biển số khá là đẹp rồi nhá. Đó, rất trời mới mẻ luôn. Thì những cái dòng Bentley này bên cửa hàng mình có đa các phân khúc. Đó, từ 150 trở lên rồi nhá. Đó thì mình sẽ vào phần chi tiết luôn. Đó, cái lốp này thì mới thay mọi người luôn, khá là dày gai rồi nhá. Đó, rất chìa dày gai luôn. Đó, mâm thì đang còn khá là sáng sủa nhá. Đó, nhông xích thì đang còn khá là sạch đẹp luôn. Đó, cái bản này thì là phuộc này thì phuộc nằm trong đây rồi nhá. Đó, những chiếc Bentley này thì chạy rất chi mạnh mẽ luôn. Đó, ga lên là rất là lực. Máy móc thì đang còn rất chi là chân chu. Đó, có chữ Bentley luôn. Đó, máy móc thì đang còn rất chi là sạch đẹp rồi nhá. Đó, không cần phải chê điểm nào luôn. Mặc dù là xe đã qua sử dụng nhưng mà nó rất chi là đẹp. Đó. Thì chủ trước có lên cho mọi người là được vài con ốc Salaza. Đó, như là ốc trục sau. Đó, và ốc trục trước. Đó, thì có lên cho mọi người là tay nắm tay côn Racing Boy. Đó, RCB Racing Boy. Đó, dầu Racing Boy luôn mới chịu các mọi người nhá. Thì chủ trước lên rất chi nhiều món luôn. Đó, nào ốc rồi nào là tay nắm tay côn Racing Boy đầy đủ hết luôn. Đó, bản này trang bị cho mọi người là để trước là thắng đĩa. Đó, còn sau là thắng đùm mọi người nhá. Đó, liền lốp còn khá là dày gai. Đó, cái này thì mọi người đi khá là ok mọi người nhá. Đó, mọi người mua về chỉ cần việc đổ xăng và đi thôi. Ốc Salaza đầy đủ hết luôn. Đó, máy móc thì rất chìa đẹp. Đó, Bentley. Đó thì mình sẽ vào phần chi tiết nổ máy luôn. Đó, máy của cái dòng Bentley này thì nó nổ rất chìa giòn. Đó, đó, rất chìa là êm ái tay tái luôn. Đó, xe này là xe của 2017 mọi người nhá, nhưng mà odo rất chìa thấp luôn. Mình sẽ quay sơ cái phần odo. Đó, odo hơn 14.000 cây. Đó, chính xác là 14.000